Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đang được bàn giao và đưa vào khai thác thương mại. Tại kế hoạch khai thác giờ cao điểm, cứ 6 phút sẽ có một chuyến tàu sức chứa khoảng 960 người. Giờ thấp điểm là 10 phút một chuyến cập ở tất cả các ga để đón trả khách. Thời gian phục vụ khách bắt đầu từ 5 giờ cho tới 23 giờ hàng ngày đoàn tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông chạy với tốc độ trung bình 35 km h Khi vào ga, tàu sẽ dừng từ 25 đến 35 giây để khách hàng lên xuống. Thời gian chạy tàu trên toàn tuyến hết khoảng 25 phút, kể cả thời gian dừng. Kế hoạch khai thác vào khung giờ cao điểm là 6 phút một chuyến, các khung giờ thấp điểm là 10 phút một chuyến. Tàu sẽ dừng lại tất cả các ga để hành khách lên xuống. Lượng khách tối đa trên mỗi chuyến là 960 người. Giá vé dự kiến từ 8 đến 15.000 đồng một lượt, 30.000 đồng cho vé ngày và 200.000 đồng cho vé tháng đơn vị khai thác vận hành nhà ga sẽ bố trí thêm các dịch vụ tiện ích phục vụ hành khách đi tàu như hệ thống máy rút tiền tự động atm các máy bán hàng tự động cửa hàng ăn nhanh đều lưu niệm ngoài ra công ty cũng tổ chức trông giữ xe máy xe đạp cho khách đi tàu trong phạm vi mặt bằng nhà ga